Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh Đặc Chứng Khoán lại tiếp tục là bên đây thì hôm nay là thứ tư, à, thì ngày mai nữa là chúng ta hay là vào thứ năm và ngày đáo hàng phái sinh. À, thì như vậy thì các bạn và anh chị thấy là thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay à, rất là đặc biệt đó là tăng điểm, các bạn và anh chị thấy nè, à, thị trường chúng ta tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng rất là mạnh đúng không? hả à, gần như là muốn vượt qua khỏi cái nền 1169 nhưng sau đó thì chúng thấy là vẫn tiếp tục là quay về À, giảm điểm như vậy thì kết phiên thì thị trường chúng ta là vẫn giảm điểm là 0,59 điểm tương đương với 0,05% à, và cái thanh khoản đạt ở cái mức là 16.726 tỷ và có 233 mã tăng và 4 mã tăng trần 109 mã đứng giá và 241 mã giảm và 8 mã giảm sẹp như vậy thì thị trường khi mà giảm điểm thì các bạn anh chị thấy là cái thanh khoản cũng quay trở lại đúng không? Còn với lại V50 thì các bạn anh chị thấy là chúng ta thấy là giảm được 3,58 điểm tương đương với 0,31% và cái thanh khoản đạt ở cái mức là 6.921 tỷ và có 9 mã tăng, 17 mã giảm và 4 mã đứng giá. Rồi, ok. Đặc biệt mọi người thấy là thanh khoản thì tăng lại rồi nước tự doanh. Tự doanh thì ngày hôm nay chúng ta hãy là có một cái động thái là bán rồng gần 4, 437 tỷ. Đó, thì tập trung vào cổ phiếu EB FPT, à, VBank, ACB và MLG. Còn nước ngoài. Hôm nay chúng ta thấy nước ngoài cũng mua rồng ha, thì buổi sáng thì cũng rất là lừng sừng lừng sừng đây rồi cũng quay lại mua rồng à, gần 142 tỷ. Thì các bạn các anh chị thấy là như MLG, Hòa Phát, Vietcombank, STB, VBank, VX rồi các biến động thì chúng ta thấy là những cái tác động như là các cổ phiếu như Vietcombank, GVR, à, MLG, PNG Uh, PSI, BCM, uh, LB Bank, VRE Đó là những cái tác động tích cực Còn trong chiều ngược lại thì thấy là có như là Vinhome, uh, Công Thương, vibank Bank, Masan, Gas, Novaland, uh, Hòa Phát và NHB uh, Và đặc biệt mọi người ngày hôm nay uh, Chúng ta cũng thấy được một cái điều là <laughs> Dòng tiền thì uh, sẽ chạy quanh thị trường thôi Mình nghĩ là chạy quanh thị trường là ngày hôm nay dòng chứng khoán thì cái dòng tiền thì vào tập trung vào dòng chứng khoán khá là nhiều ha thì tiếp đến vẫn là ngân hàng và sau đó thì bất động sản thì các bạn thấy là ngân hàng chừng lại rồi bắt đầu là thấy có những cái dấu hiệu chừng lại của nhóm ngân hàng à, cũng như là có những cái góc nhìn và chia sẻ bình từ vài phiên trở lại đây với mọi người khả năng thì mình nghĩ là ngân hàng phải chừng lại để tích lũy rồi bất động sản thì mình nghĩ là cũng đang xoay quay và đang tích lũy rồi những cái nhóm ngành mà tích cực vào buổi sáng thì các bạn thấy là rất là nhiều nhưng sau đó thì cũng bị áp lực tới phiên chiều. Thì như dòng thép, đúng không? Thì ngày hôm nay thì dòng thép cũng điều chỉnh trở lại. Rồi cái nhóm dầu khí cũng chỉnh một tí sau khi buổi sáng mình thấy cũng tăng khá là tốt. Rồi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá lại index và sau đó có những cái nhóm ngành mà chúng ta cần theo dõi và các bạn và anh chị đang xem nha nhớ cho mình một cái like cho một cái xe cũng như thả mình một cái tim cái phần bình luận mình cảm ơn mọi người rồi về mặt ngắn hạn thì như mình có chia sẻ mọi người trong cái buổi livestream trong cái buổi livestream mình chia sẻ mọi người là về khả năng thì thị trường của mình trong cái phiên buổi sáng đúng không thì tới phiên chiều thì mình thấy là nếu như có ví dụ lúc đó mình cũng chưa biết là thị trường như thế nào nhưng mình thấy nếu như có tăng nữa thì bạn thấy là phá đỉnh nữa thì mình nghĩ là cũng không phải là điểm mua đúng không thì lúc đó các bạn thấy là đây thị trường đang xuất hiện là những cái điểm cân bằng và trong cái vùng tích lũy của thị trường các bạn thấy không thị trường vẫn đang tích lũy trong cái biên đỉnh đấy à, 1 sáu và 1 đó, trong cái biên dao động thì các bạn thấy là thị trường đang dao động trong cái vùng khoảng tầm 23 điểm 23 điểm nha nha chị bạn thì cho nên là với những cái vùng biên dưới này mọi người thấy là về mặt ngắn hạn đủ thời gian cho mọi người có thể là là là, là bán đúng không bán ngắn hạn một tí rồi à, như vậy thì mình nghĩ là thị trường vẫn đang trong một cái vùng sideways quay thôi mình nghĩ là cái vùng sideways quay và mình nghĩ là về đây thì khả năng thị trường ngày mai là đáo hạn phải sinh đó, thì những cái cái dao động của thị trường mình nghĩ là nó vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ đúng không và những cái vùng hỗ trợ tiếp theo nó là cái vùng à, lanh quanh ở vùng 1150 cộng trừ chúng ta là vùng à, 1146 này các bạn Đúng không nhưng mà 146 này nói chung là cộng trừ lên quanh đây vài điểm thôi mình nghĩ là không cần chính xác đến tuyệt đối là phải là ở uh, 1148.71 đúng không nó không phải cần tuyệt đối đến như vậy nó cần cộng một vài điểm thôi mình nghĩ là bình thường Rồi à, tiếp theo à, mình cũng thấy được là về khả năng như mình nói cái tuần này đúng không? cái tuần này là cái tuần bản lề cho thị trường. Và cái 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 hiện tại thì mình nghĩ là thị trường phải cần có một cái sự tích lũy lăn quanh ở khu vực này. đó Giống như ta là, thấy là những cái vùng đỉnh đáy á, cái đỉnh đáy đây thì thị trường phải cần tích lũy. À, như diễn biến với thị trường mình nghĩ là nó cần khoảng đâu đó khoảng tầm hai bốn năm sáu bảy phiên tới đúng không bảy phiên tới. Thì cho nên là với cái sự tích lũy này các bạn anh chị thấy không? À, khi tích lũy như thế này thì cái hưng phấn bắt đầu nó ở cái mức cao và bắt đầu đang đi xuống đó khi đi xuống như thế này đó, thì các bạn có chị thấy là cái à, cũng tương đối hấp dẫn cho thị trường mặt ngắn hạn mình nghĩ là chỉ cần tích lũy lại ở cái vùng này đó, tích lũy lại thôi thì thị trường cũng vẫn sẽ có khả năng đúng không gọi là hai tuần đó, có khả năng là tuần sau nó sẽ là một cái biên dao động nữa đúng không? Những cái biên này thì chúng thấy là à, sau đó nó là một những cái nến doji thì à, với những cái vùng mà nó leo lên được cái may này mình nghĩ là cái cái mục tiêu à, cái mục tiêu giống như, như mình nói mình chia sẻ với mọi người á thì tích lũy này thì cái cơ hội á cơ hội là gì các bạn? Cơ hội là chúng ta à, tập trung vào cái ngành à, cái ngành đặc biệt quan trọng để cho mình mua. Đó, cho mình mua nha các bạn, mình nói là mua. Đó, cho mình mua thì ở đây các bạn thấy là để mình mua là à, những cái vùng tích lũy này thì những cái nhóm mà chúng ta cần quan tâm đó là cái nhóm bất động sản à, nhưng mình chia sẻ liên tục trong cái thời gian gần đây với mọi người tại vì các bạn thấy là thị trường trong giai đoạn này nó đặc biệt là nó gọi là một cái dạng sa lưng chiến đúng không? một cái dạng gọi là luân phiên nhau luân phiên nhau để thay đổi giống như các bạn thấy là những cái nhóm chứng khoán à, rồi sau đó thì những cái nhóm như là bảo hiểm cũng tăng đúng không? Mà và, và bây giờ bạn thấy cái nhóm bán lẻ cũng tăng. Hả? sau đó là ngân hàng đúng không? Ngân hàng cũng tăng. Đó thì còn một cái nhóm như mình có chia sẻ với mọi người là vẫn đang tạo đáy và cũng như là đang tích lũy ở vùng đáy. Đó là cái nhóm bất động sản. Đó, à, ok thì kỳ vọng của mình là gì thị trường nó sẽ tích lũy thêm một tuần nữa và tuần sau nó có khả năng là nó sẽ bứt phá được không đến cái bấm đám mây to này nó leo được cái mây này các bạn thấy là ở à, những cái vùng kháng cự của chúng ta nó sẽ lanh quanh là về lại ở cái vùng ở 1.200 đúng không 1.200 và cái đỉnh trước các bạn có anh chị có nhớ giúp mình đúng không thị trường của chúng ta là 1.250 đó, à, thì khả năng thì à, quanh ở cái vùng 1.200 cho tới vùng 1.250 này nó sẽ là một cái vùng kháng cự À, tương đối à, mạnh mẽ đối với thị trường có nghĩa là thị trường tới ở cái vùng này nó sẽ rung lắc khá là nhiều đó thì à, các bạn của anh chị cũng nên à, chú ý khi mà nó tới ở những cái vùng à, kháng cự như thế này ha rồi à, đây là những cái chia sẻ của mình về thị trường mình nghĩ là thị trường ở đoạn này có thể là À, cũng không giảm sâu đâu các anh chị bạn đó thì nhất các bạn thấy là gì à, những cái đám mây đúng không mây nè những cái mây nè thì nó cũng đã nằm trên được cái mây rồi đúng không trên được cái mây rồi thì những cái vùng mây này thì em thấy là nó đã chuyển đổi được à, gọi là chuyển đổi qua được cái xu hướng giảm đó, chuyển đổi qua được xu hướng giảm nó đang trong một cái xu hướng tăng chỉ có là đang tăng thì gọi là cái vùng này gọi là tăng yếu thôi đó chỉ cần tích lũy để giảm bớt hưng phấn đúng không tổng kết là các bạn thấy là vùng này là vùng tích lũy để cơ hội bứt phá về lại cái vùng đỉnh à, vùng đỉnh 1.200 cho tới vùng 1.250 mình nghĩ là dự đoán với cái thị trường của chúng ta à, nó còn khoảng đâu đó khoảng tầm 1 2 3 tuần nữa 3 tuần nữa các bạn có các chị thấy là tới Tết rồi đó thì cho nên là mình nói tuần này tuần này đáo hàng phải sinh có thể là qua tuần sau một tí nữa tại vì 7 phiên mà à, 6 7 phiên 7 phiên mà 7 phiên giao dịch nữa thì các bạn thấy là nó cũng rơi vào tuần sau nữa thì cho nên là những cái cơ hội cuối tháng đúng không cuối tháng 1 đó là cơ hội rất lớn cho chúng ta đó cho nên là mình nói là các bạn anh chị có thể là khi giai đoạn thị trường tích lũy đó thì chúng ta nên đó, gọi là tích sản trong đoạn này khi đúng không thị trường tích lũy thì chúng ta nên gọi là tích góp cổ phiếu trong những cái lúc mà thị trường đỏ chứ không phải lúc thị trường nó tăng đó thì như mình nói à thì ở đây nó vẫn có hai cái nhóm ngành bình trọng tâm vào đó là cái nhóm ngân hàng đúng không thứ nhất là nhóm ngân hàng thì nhóm ngân hàng bây giờ nó đang tăng như thế này thì mình nghĩ là nó không có cái điểm mua cho các anh chị và bạn thôi đó, nhưng mà mình nói là như mình chia sẻ với mọi người à, về stb đúng không stb thì mình nói là đây là cái vùng à, à, rất là hấp dẫn thì mình nghĩ là điều chỉnh xong nó rất hấp dẫn ha thì mình nghĩ là xu hướng trong cái cái mặt tuần nó vẫn còn đang dư địa rất là lớn Đó cho nên là về mặt ngắn hạn nó đang gặp áp lực ở cái vùng kháng cự này thôi đó thì cho nên là tại sao vua ở dưới cái vùng này thì như mình nói là cái vùng ngắn hạn mà, thì cho nên là tới những cái vùng này mình nghĩ là mình cũng chia sẻ mọi người chốt lời ở khu vực 30 đúng không? 30.1 đó mình chốt lời ở cái cây này các bạn đúng không? 30.1 là cái cây cao nhất à, rồi sau đó thì mình nghĩ là bây giờ thì như cái vùng mình chia sẻ mọi người đây là vùng 28.8 cho tới 29.3 thì có nghĩa là điều chỉnh đó chúng ta cũng thấy là STB sẽ tích lũy lại tích lũy lại cái vùng này để cơ hội bứt phá đi lên giống như các bạn thấy là gì nó sẽ điều chỉnh về đây một tí rồi sau đó nó cũng sẽ đi lên đó. và những cái vùng may này mình đánh giá nó vẫn là hấp dẫn tại vì đi từ dưới lên thì cho nên nó điều chỉnh lại một tí rồi nó cũng sẽ đi lên ok ha thì ít nhất các bạn anh chị thấy là nếu như mua cái vùng này các bạn thấy là cái vùng mà hấp dẫn các bạn thấy là nó vẫn còn tiếp tục à, mình tính trung bình thôi mình tính tính là trung bình nó lanh quanh ở à, à, 29.3 ha 29.3 là cái vực cao nhất đi thì các bạn thấy là tầm 30 mươi, thì những khu vực và tầm 33 thôi thì các bạn anh chị thấy là nó cũng cho các bạn anh chị lợi nhuận đâu đó khoảng trên 10 phần trăm không trên 10 phần trăm như vậy thì các bạn kiếm được lợi nhuận từ đây tới Tết 10 phần trăm các bạn và anh chị có thấy đủ không có thấy hấp dẫn không đúng không đó là những cái góc nhìn mình chia sẻ các bạn về cổ phiếu ngân hàng đúng không và tiếp tục thì mình vẫn tập trung cho mọi người về cổ phiếu các cổ phiếu về dòng bất động sản thì các bạn có chị thấy là dòng bất động sản như mình chia sẻ với mọi người thì những nếu như giả sử điều chỉnh về khu vực này nó vẫn là cái vùng mua không nhưng nó không chỉnh mà nó chỉnh chỉ lưng lửng như này thôi thì những cái cổ phiếu như bạn thấy là bây giờ những cái đầu tiên thì dòng bất động sản khi mà nó quay lên nó gặp kháng cự về mặt ngắn hạn nó chỉnh đúng không thì mình nghĩ là nó có thể là tích lũy lại đây tầm 2 đến 3 phiên rồi sau đó nó à, có thể là bứt phá à, tầm 2 đến 3 phiên ha mình nghĩ là 2 đến 3 phiên đó, 2 3 phiên giao dịch từ cái cây nến này ha từ cái cây nến cái cây nến này mình chỉ xuống ha đó để đâu để mình ghi nhớ cái nhiều bạn chứ còn không mình dễ quên lắm tại vì mình chia sẻ nhiều quá mình mau quên rồi rồi um, đây là cái vùng hai ba phiên để cơ hội bứt phá để tiến lên những cái vùng kháng cự phía trên ít nhất là mình thấy từ những cái vùng mình chia sẻ với mọi người là những cái vùng kháng cự vùng đỉnh trước đó và đây những cái kháng cự ha thì đặc biệt mình nói là cụ thể là các bạn thấy là cái 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 chỉ số ngành đó là cái chỉ số ngành bất động sản nó cực kỳ giống với cái chỉ số của uh, cổ phiếu Vinhome thì như cổ phiếu Vinhome các bạn và các anh chị thấy đây đó thì như mình chia sẻ mọi người đây là cái vùng tích lũy nè các bạn và các anh chị thấy không nó cứ tích lũy thì chúng ta cứ gom gom dần đúng không canh gom dần từ ở cái vùng uh, 42 42.3 được không cho tới ở dưới đây khu vực 41.6 Đó thì những khu vực này các bạn thấy là những khu vực để gom Và có những cái lúc mà nó dúi sâu như thế này Thì hoàn toàn có thể gom với cái giá tốt thôi Các bạn đừng có chỉ đừng có hoảng loạn đó, Giống như mình nói là từ ngày 11 đúng không 11 tháng 1 à, 11 tháng 1 tới 5 phiên nữa Thì các bạn anh chị đếm giúp mình nha Thì đây là đã là à, Sau đó 5 phiên nữa 1, 2, 3, 4 à, Ngày mai là phiên thứ 5 đúng không? À, ngày mai là phiên thứ năm thì năm phiên tới thì nó qua được năm phiên này thì cái khả năng các bạn thấy là gì à, nó không các bạn thấy không nó không phá được những khu vực này thì mình nghĩ là năm phiên nó đủ độ tích lũy à, thì cái cơ hội của vinhome rất lớn để cho tăng giá trong cái thời gian tới thì mình đánh giá là vinhome cũng là một trong những cái cổ phiếu mà các bạn các anh chị chú ý Được không? rồi à, tiếp tục là mình nói là những cái cổ phiếu như đất xanh đó à, thì bây giờ đất xanh các bạn thấy mình không biết nó chỉnh hay không nhưng À, với cái vùng dao động như thế này các bạn nhìn giúp mình nha ở đây nó vẫn là vùng tích lũy tại vì mình cũng đang nắm giữ về đất xanh trong room mình chia sẻ thôi còn mình chỉ căng khe là gì nó nó chỉ là lanh quanh ở khu vực 10, 10 tại vì có rồi cho nên là cũng muốn mua thêm lắm đúng không muốn mua thêm thì cho nên là mình cũng khăng khe là coi nó có về lại cái biên này không chứ thôi mua hết rồi bây giờ mua nữa thì à, khi mà nó về đây không còn tiền nữa có nhị bạc đúng không thì rất là tiếc cho nên là mình cũng ráng là chờ ráng là chờ coi nó có về lại vùng này hay không tại vì á như mình nói các bạn anh chị á thị trường thị trường nó vẫn còn trong một cái vùng dao động cái vùng dao động từ 1146 cho tới 1169 thì các bạn anh chị thấy là nó một cái vùng biên 23 điểm như vậy thì thị trường của chúng ta nó có thể là biên đỉnh đáy thì cái biên đỉnh đáy này các bạn thấy là bây giờ 1163 và 162 thì bây giờ nó vẫn còn ở dưới nó vẫn còn khoảng 22 mười mấy điểm nữa thì nếu như giả sử như mình nói trường hợp thị trường mười mấy điểm nữa thì à, đất xanh nó có về đây hay không? Đó. nếu như giả sử nó về đây các bạn thấy là từ ở cái vùng 18.9 này đúng không? Mà nó về 17 18 cộng trừ này nó cũng khoảng 4%. Đó thì như vậy thị trường mà giảm chỉ cần 2% thôi thì những cái cổ phiếu này 4% là bình thường. Đó thì những khu vực này là cái để mua và cũng như các bạn thấy là điều chỉnh tích lũy đúng không? Thì các bạn thấy là những cái chỉ số hưng phấn và nó làm cho tư hưng phấn chuyển thành chán nản rồi. Đó gần cận tới cực chán các bạn thấy là những cái lúc đó thì chúng ta nên tham gia. Đó thì mình có rất nhiều cổ phiếu về như là à, DG thì DG nếu như giả sử bây giờ ha dưới 26 là mình nghĩ là mở mua đúng không? 26 là mở mua. Thì đây là chuẩn điểm thời gian rồi các bạn. Đó, đây là những cái thời điểm, thời điểm thời khắc rất là quan trọng từ ở cái ngày này và qua đây rồi bây giờ nó có chỉnh lại đúng không thì đó là một trong những cái điểm mua các bạn anh chị mở mua giúp mình từ cái vùng dưới 26 từ cái vùng là 25.9 trở xuống đúng không thì các bạn thấy có ai mua, mua mua vùng gom giá xuống không không có đúng không nhưng mà mình nói là đây gì đây là cái vùng hỗ trợ các bạn thấy rõ đó thì các bạn gom trong cái biên này à, gom trong cái biên này gọi là khi thị trường tích lũy thì chúng ta tích cổ phiếu đúng không? các bạn tích cổ phiếu để để làm gì bạn? kiếm lợi nhuận chứ có gì hết trơn á, đúng không? Những cổ phiếu đích sale à, Nam Long đúng không? Rất nhiều cổ phiếu mà mình thấy là các bạn và anh chị nên tích đúng không? Nên tích mua vào, đầu tư vào. Đó, giai đoạn này à, tập trung vào bất động sản giúp cho mình ha. Rồi, thấy là bất động sản như Nam Long thì đó nó vừa rồi một chán rồi. Thì có những cái cổ phiếu khác như bất động sản như HDG rồi Khang Điền thì những cái cổ phiếu này mình đánh giá là nó cũng khá là chậm hơn so với những cái cổ phiếu như dict à, sale rồi Vinhome hoặc là Nam Long, tại vì cái các bạn thấy là nó vẫn còn một cái số kháng cự đó, khang điền nó vẫn còn một số kháng cự nè ngắn hạn, rồi à, giống như là mình nói à, HDC nó cũng như vậy ha, nó vẫn đang một trong cái 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 vùng tích lũy ở biên dưới, thì mình nghĩ là các bạn vẫn chỉ mua cũng được nhưng mà nó tương sẽ tương đối chậm, tại vì các bạn biết rồi khi mà dòng mà bất động sản mà tăng giống như dòng ngân hàng á thì thì sao các bạn? Thì cũng sẽ là một cái sóng của ngành, khi mà sóng của ngành rồi các bạn cũng chỉ sẽ biết là tất cả cổ phiếu nó cũng sẽ được hưởng lợi, sẽ đi lên từ từ. Ok, đó là dòng bất động sản. À, mình nói chuyện uh, video ngắn như như ngày hôm nay thôi, còn uh, với uh, những cái dòng khác thì mình cũng view qua cho các anh chị bạn là gì, những cái nhóm ngành mà như là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì các bạn và anh chị thấy là gì cũng là một trong những cái ngành mà mình đánh giá là nó vẫn gọi là một vùng tích lũy đó các anh chị bạn tích lũy ở cho nên là các bạn thấy là gì nó có những cái râu nến liên tục như thế này nè đó những cái râu nến thôi thì cho nên là mình nói là khi mà mình không đánh giá cao về những cái dòng chứng khoán các bạn thấy là nó nó có lên nữa nó cũng bị đạp xuống nó có lên nó cũng đạp xuống trừ những cái cổ phiếu rất là đặc biệt thôi À, còn đa phần chung các bạn thấy là các cổ phiếu về chứng khoán là đều bị lên lên là đạp xuống lên là đạp xuống cho nên là mình không có khoái đối với cái dòng chứng khoán trong giai đoạn này đó và những cái dòng như là dòng xây dựng ha mình cũng thấy là đang ở một cái vùng tích lũy à, và tiếp tục là những cái dòng thép thì mình thấy là đánh giá các bạn mà các anh chị thấy là gì mình cũng chia sẻ với mọi người thì cái dòng thép này, mình nói là cái dòng thép nó cũng cần có thời, thời gian tích lũy nha các anh chị bà mình nghĩ là cũng cần thời gian tích lũy thì nếu như điều chỉnh mình nghĩ sẽ hấp dẫn hơn như hoa sen à, hòa phát hoa sen rồi nam kim đúng không à, thì đây là những cái vùng rất là chán của hoa sen rồi nam kim cũng vậy ha nam kim ở cái vùng cũng rất là chán ha. mà giá thì vẫn cứ tăng à, nhưng mà mình nghĩ là ở những cái vùng này mình vẫn đánh giá là cái vùng kháng cự mình không biết như thế nào nhưng với những cái vùng này mình nghĩ là nếu có tăng thì mình nghĩ là các bạn nào có thì cũng nên canh để chốt thôi chứ còn với vùng này mình không đánh giá là cao thì có nếu như không chỉnh về đây các bạn thấy nó, nó cũng sẽ sai quay ở đây cũng rất là chán rất là chán ha đó và đặc biệt hơn thì mình vẫn thấy được là cái vùng này vẫn là vùng kháng cự cho nam kim à, bây giờ nó chưa kết thúc tháng nha bây giờ các bạn để giúp mình là chưa kết thúc tháng đó thì những cái nến này chúng ta sẽ xem xét coi nó kết thúc tháng nếu như kết thúc tháng mà nó nằm dưới dưới hai cái đường này thì các bạn có chị cũng hiểu ha hiểu ha đó nó vẫn là kháng cự trong một cái đồ thị dài hạn nhưng mà các bạn vẫn kinh doanh được ngắn hàng kiếm được lợi nhuận nhưng mà mình thì những cái biên này các bạn thấy là nó rất rất là khó lường đúng không rất là khó lường luôn chứ không phải là dễ đâu rồi Ok à, và một số những cái ngành như khác thì mình nói là như bán lẻ đúng không? Và dầu khí. À, thì về dầu khí thì mình cũng quan điểm là từ cái ngày 16 bây giờ nó đã quay lên điều chỉnh như này mình nghĩ là nó cũng quay lên đây rồi. Thì bây giờ không biết là nó có chỉnh về hay không hay là nó tích lũy ở đây lại. Thì cho nên là mình nghĩ là bây giờ cũng đang cần chờ để chúng ta canh đối với dầu khí nó à, cũng là cái thời gian đủ để canh được rồi à, bây giờ cái lúc này nè nó chỉnh thì các bạn thấy rất ghê đúng không cho nên là mình phải chờ qua cái ngày thứ ba thì bây giờ là thứ tư rồi thứ tư rồi nó tăng lên như thế này thì mình nghĩ là tại vì ở đây các bạn thấy là từ ngày 16 đi tới ngày 16 đúng không là tới ngày hôm qua đó. đó thì nó tăng lên tới đây rồi thì không có lý do gì để mua đã tại vì đây là vẫn là một cái vùng áp lực các bạn thấy là mua ở đây chưa chắc gì đã ngon đó thì cho nên mình nghĩ là cứ kiên nhẫn chờ thôi tại vì à, những qua cái thời gian này rồi thì áp lực của ở VD nó đỡ hơn đỡ hơn rất là nhiều rồi ok à, thì à, hôm nay mình cũng view qua, qua thị trường cho các bạn và anh chị mình cũng tóm gọn lại trong cái cuối cái 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 buổi video này á là mình đánh giá là thị trường vẫn đang tích lũy thì các bạn và anh chị khi tích lũy như vậy thì các bạn và anh chị cũng có để ý giúp mình hai cái nhóm đó là ngân hàng và bất động sản thì như là mình nói khi ngân hàng điều chỉnh một tí thì những cái nhóm mà bất động sản nó vẫn đang tích lũy tạo đáy thì cái cơ hội nó đi lên để nâng đỡ thị trường là có. Cho nên mình nói là các bạn anh chị nên chú ý vào bất động sản trong giai đoạn này ha. Giai đoạn này là bất động sản và cả một số cổ phiếu ngân hàng nếu như ngân hàng có điều chỉnh thì mình nghĩ là mình vẫn khuyến nghị cho mọi người vào STB khi nó có giá 28.8 cho tới 29.3 đó là cái vùng để các bạn và anh chị mua Ok Cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều đã quan tâm quan tâm và theo dõi hết cái video các bạn thấy những cái video mình chia sẻ hữu ích mọi người nhớ để lên mình một cái like và thả mình một cái tim ở cái tim thật nặng nề tí có nghĩa là nhiều tim rồi Cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều máy bay và hẹn gặp lại mọi người và đừng quên các bạn nào mới xem mới biết tới kênh mình thì nhớ để lại cho mình một cái lượt đăng ký Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.